Chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ review cho các bạn về dự án TruePie. Hiện đây là thông tin về TruePie Global Network. Hiện nay thì dự án thì đã giành được giải thưởng ngân hàng chiến thắng. Dự án thì được đánh giá trên bảng xếp hạng Isolit đạt 5 sao, Isolit tuột đạt 4.3, Chắc Isua đạt 4.6, Somat là 8.6 điểm và Foxico là 7/10. Số điểm như thế này cũng rất là cao. Hiện nay dự án đang trong chương trình giảm giá tuần đầu tiên, sẽ kết thúc trong 21 ngày, 21 giờ và 53 phút nữa. Bản white paper của dự án đã có thông tin chính thức trên website, các bạn có thể tải về để nghiên cứu thêm thông tin nha. Hiện nay thì dự án này sẽ hoạt động như thế nào? Đây video giới thiệu về dự án. The way people shop has changed phenomenally. Technology has transformed the way customers pay. TruePie sẽ cung cấp một thị trường phi tập trung and also the way merchants sell. But this khác nhau mà tất cả họ đều có thể tham gia vì lợi ích chung. Những người tham gia có thể tạo ra mã thông báo tương lai của họ ứng với nhà cung cấp, những khách hàng là phần thưởng trung thành trong mạng toàn cầu TruePie. Nền tảng này có thể được sử dụng bởi nhiều thương nhân, doanh nghiệp, công ty, tổ chức và nhà cung cấp dịch vụ có thể cung cấp mã thông báo FBG hoặc mã thông báo doanh nghiệp của họ làm phần thưởng trung thành cho khách hàng. Hiện nay các vấn đề mà dự án đang nhắm tới. Thứ nhất đó là không đáng kể các hệ thống phần thưởng hiện có, thiếu tính minh bạch giữa các thương gia và khách hàng, thiếu chiến lược di động để thu hút khách hàng mới, thiếu sự hỗ trợ các thương gia và cạnh tranh liên tục, chế độ giao tiếp kém giữa các thương gia và khách hàng. Các giải pháp mà họ cung cấp có thể truy cập tức thì vào các loại chương trình ưu đãi giảm giá và chương trình khách hàng thân thiết khác nhau. Một hệ thống trong suốt và nơi cả người bán và khách hàng đều có thể tương tác và giao tiếp. Với công nghệ Railroad để tương tác với khách hàng ngay lập tức, người bán sẽ nhận được hỗ trợ tích cực từ cộng đồng toàn cầu, cơ sở truyền thông thời gian thực giữa thương gia và khách hàng. Ưu điểm chính của dự án đó là phạm vi toàn cầu, mạng lưới rộng lớn các công ty, thương gia và cửa hàng bán lẻ từ khắp nơi trên thế giới. Hệ thống thưởng linh hoạt, tận hưởng hệ thống phần thưởng trung thành linh hoạt, sử dụng mã thông báo SBG, giao tiếp với thời gian thực, liên lạc với khách hàng của bạn bất kỳ lúc nào bạn muốn. Với khái niệm Pokemon Go, xem các loại chương trình giảm giá và phần thưởng khác nhau do các thương gia cung cấp khi bạn đi qua các địa điểm khác nhau. Chấp nhận toàn cầu, mang SBG đến bất kỳ sàn giao dịch nào trên thế giới và đổi chúng thành tiền tệ fiat. Bạn có thể sử dụng phần Rare Drop, nhận phiếu mua hàng giảm giá, phiếu quà tặng nóng từ các thương gia trong khu vực của bạn thông qua Webdrop. Nền tảng blockchain TruePie, đây phần sơ đồ về nền tảng nha. Kế hoạch trao đổi về SBG. Với nền tảng TruePie sẽ cung cấp một cơ sở trao đổi mã hóa cho khách hàng, nơi họ có thể trao đổi nhiều loại tiền điện tử trong nền tảng blockchain hoặc trao đổi chúng cho mã thông báo SBG. SXP cũng sẽ có nhiều loại tiền điện tử khác nhau để có sẵn trên thị trường. Hiện nay thì về phần trao đổi về thông báo mã gốc hoặc tiền điện tử fiat của họ, bất kỳ mã thông báo doanh nghiệp nào sử dụng tại cửa hàng thương gia chấp nhận các mã thông báo này. Bằng cách đó, khách hàng cũng có thể chuyển đổi phần thưởng mã hóa của bạn thành SBG hoặc thành bất kỳ loại tiền điện tử nào khác. Nền tảng nhà phát triển thẻ người bán TruePie. Ứng dụng di động, đây là bản ứng dụng di động của TruePie Global Network nha. Ứng dụng di động này sẽ sớm xuất hiện. Dưới đây là lộ trình của dự án. Dự án này thì bắt đầu từ năm 2010 với tầm nhìn của nền tảng phần thưởng thương mại toàn cầu. Năm 2013 ra mắt nền tảng tiền thưởng kỹ thuật số thương mại điện tử. 2016 IPO ra mắt công ty thương mại di động đầu tiên tại thị trường chứng khoán Paris. Năm 2018, dự án TruePie Global mạng ra đời. Hiện nay dự án này với lộ trình từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2018 sẽ tập trung vào phần bán mã thông báo. Tháng 11 sẽ phát triển và niêm yết tiền TruePie. Sang tháng 7 năm 2019, Railroad tạo phiếu mua hàng ưu đãi và tạo mã thông báo. Đây là về phần sơ đồ mã phân bổ mã thông báo. Chủ yếu 50% token sẽ dành cho đợt token sale. Còn đối với phần tiến hành phân bổ số tiền huy động được,
40% sẽ dành cho công nghệ technical và cái phần phát triển development, 30% cho marketing và PR. Đây là phần thông tin chi tiết về mã hợp đồng. Quỹ từ thiện. Với tổ chức từ thiện của Shopee sẽ cam kết hướng tới mục tiêu phục vụ trẻ em ạ. Hiện nay đây là nhóm chủ lực của dự án. Ông Adebayo Sakurakatu là nhà sáng lập và giám đốc điều hành. Ông Kanut Rakopi, phó chủ tịch và thành viên hội đồng quản trị. Ngoài ra gồm có rất là nhiều các thành viên khác trong đội ngũ cố vấn và đội ngũ hành. Đối tác chiến lược của dự án Telcat, Talkhati, Mirac, v.v. Trên đây đó là những thông tin review về dự án Subaru. Để có thể nắm bắt thêm thông tin chi tiết về dự án và cập nhật những thông tin mới nhất, bạn có thể theo dõi thông tin kênh công chúng của dự án qua Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, LinkedIn, v.v. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe video và hẹn gặp lại các bạn ở dự án tiếp theo. Xin chào!